Chào mọi người và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình. Cho mình hỏi là đây là đã bạn nào đã sắm Tết những cái đồ gì rồi? Mình thì sắm những cái đồ nó rất là đơn giản bình thường thôi. Và ngày hôm nay thì như các bạn đã đọc tiêu đề rồi, mình sẽ unboxing cũng như review cho mọi người về một cái đôi giày nó thực sự rất là hot ở cái thời điểm trước đó. Nhưng mà bây giờ đến lúc mình mua thì có thể là mình không không biết là nó còn hot hay không, nhưng mà mình vẫn sẽ review cho mọi người. Đôi giày Nike Air Force One có cái tên là Paranoid. Thì đây là một cái đôi giày mà có lẽ là đến cái thời điểm hiện tại đã cực kỳ là hot rồi. Cho nên là mình không giới thiệu quá là nhiều về cái đôi giày này. Là cái đôi giày này của anh G-Dragon, là một cái thành viên trong cái nhóm Big Bang cực kỳ là nổi tiếng từ ngày xưa. Nếu như các bạn không biết thì ngày xưa mình cũng khá là hâm mộ Big Bang. Mình thích Tae Young này, mình thích Top này. Đến bây giờ thì GD lại là một cái gì đó, nó một cái thương hiệu rồi. Và anh có làm ra một cái hãng thời trang riêng, đó chính là Peace Minus One. Thì cái hãng thời trang này nó là một cái hãng thời trang có liên quan đến một cái hoa cúc mà bị mất đi một cánh. Thực ra thì nói của các bạn qua là mình không tìm hiểu nhiều quá là nhiều về Peace Minus One, nhưng mà thấy cái đôi này nó khá là hot và thực sự nó rất là đẹp, một cái điều đặc điểm nó cực kỳ lạ mà tí nữa mình sẽ chia sẻ nó với cả mọi người. Thì bây giờ mình cũng không nói nhiều nữa, mình sẽ đi sâu luôn vào cái thiết kế của sản phẩm. Về cái thiết kế của sản phẩm thì các bạn có thể thấy là cái hộp của cái đôi Nike Air Force lần này nó làm hoàn toàn khác đối với những cái hộp Nike ngày xưa ấy, là các bạn sẽ phải mở mở từ dưới lên, mở từ trên lên như này. Còn đối với cái hộp của Peace Minus One này thì các bạn sẽ phải kéo sang ngang như này. Về cái chi tiết của hộp này thì nó khá là dày dặn và cứng. Ở hai bên cạnh của hộp thì nó có cái logo, nó có một cái họa tiết graphic mà in ở bên trong cái đôi giày này, là nó sẽ là như thế này. Ở hai bên này thì không phải là hai bên giống nhau đâu. Ở đây sẽ là một hai bên khác biệt, đây sẽ là hai bên đều là hai họa tiết khác nhau. Ở đằng trước này sẽ là cái size của giày. Ở đây thì mình đi là size 10. Theo tiêu chuẩn của mình đi là size 10, nhưng mà đối với Nike thì mình đã từng đi cái đôi Air Force One từ lần trước rồi, là mình đi là size 10, nó hơi rộng một chút, cho nên là mình ở cái bản lần này mình sẽ giảm đi 0,5 size, là mình sẽ đặt size là size 9,5, tương đương với size khoảng 43 gì đấy ở Việt Nam. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra cho các bạn xem. Wow, các bạn thấy nha, mình thì thực sự là mình rất là thích cái đôi này. Mình sẽ mở hết nó ra để có thể là review cho các bạn chi tiết hơn. Thì đây là bên trong của cái đôi Pano này, chúng ta sẽ có một cái giày gói. Thì giày gói này có in được cái logo của Nike, cũng như là cái tấm, và ở đây thì nó sẽ được in cái logo của Nike và cái dòng chữ bằng tiếng Hàn. Mình thì cũng không hiểu tiếng Hàn, cũng như là mình chưa tìm hiểu qua về cái tiếng Hàn ở trên cái đôi giày này. Nếu như các bạn nào biết thì có thể comment bên dưới để mình có thể biết thêm về cái chữ ở trên cái đôi trên cái giày gói này là gì. Ở trên đây sẽ là một cái giày gói, bên trong sẽ là đôi giày. Đây sẽ là một cái tag của StockX, tại vì mình mua ở trên StockX mà. Mình sẽ để gọn sang bên này. Chúng ta có một cái đôi giày là Paranoid. Các bạn có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ cái vẻ đẹp của nó. Thực sự là mình thấy cái đôi giày này rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ bỏ nó ra. Ở bên trong mình chúng ta sẽ không có nhiều những cái phụ kiện gì nữa đâu. Chúng ta sẽ hết rồi, còn giày gói và đôi giày thôi. Mình sẽ bỏ nó xuống tạm thời sang một bên. Và đây chính là đôi Nike Air Force One Paranoid mà đang hot ở cái thời điểm hiện tại. Và về cái phần suit mình mua là một cái suit màu trắng. Và để mà nói qua với các bạn rằng là cái đôi Paranoid này nó có 3 phiên bản. Một là phiên bản có cái phần suit này màu đỏ, hai là bản màu vàng. Nếu như mình không nhầm ấy, là cái bản màu vàng là chỉ nó là một cái bản là friend and family mà người thân của GD tặng lại thôi. Và còn cái bản mà có cái suit màu đỏ này là cái bản mà chỉ bán cho những người mà ở tại Hàn Quốc. Các bạn cần phải có số nhà này, địa chỉ nhà và xác thực bạn là người Hàn Quốc thì bạn mới có thể mua được cái đôi suit màu đỏ này. Chứ là không phải là mua mà là raffle 800 đôi thì phải. Còn cái đôi của mình mua là màu trắng, nó là bản thương mại. Không biết được là những cái giá của cái những cái đôi trước là nó sẽ là bao nhiêu, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ chắc là nó, và chắc chắn là nó sẽ hype lên rất là cao, bởi vì là nó chỉ là những cái bản mà nó thực sự rất là limited. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái phụ kiện đi kèm như sau. Ở đây thì là sẽ có một cái tag của StockX. Bây giờ thì mình sẽ giật cái tag này ra luôn đi cho nó đỡ gọn cái đôi giày mình. Đây là một cái tag của StockX bình thường thôi. Và bên này chúng ta sẽ có một cái tag bằng vải. Bằng vải có in một cái tấm rất là to ở đây, khoảng tầm từ 15 cm, có in cái logo là Just Do It.
Và cái bông hoa cúc bị khuyết mất một cánh, mà chính là cái thương hiệu mà GD tạo ra, có nghĩa là Peace Minus One. Thì đây là thực sự rất là một cái, đây là một cái sáng tạo rất là mới, và sẽ có một cái tag bằng vải như này được thắt ở bên cái phần cuối của cái đôi giày bên phải. Chúng ta sẽ có một cặp dây giày là màu đen cùng với cả cái này, nó gọi là một cái điều thực sự mình thấy rất là hay. Ở đây là cái để trang trí cho các bạn, đây là những cái mình không biết cái này nó là cái gì, không biết nó gọi cho các bạn là cái gì thôi, nhưng mà này nó dùng để lắp vào cái phần này của đôi giày, lại gắn vào cái phần mấy cái mắt của đôi giày để tạo nên một cái điểm nhấn gì đó nó nhẹ nhàng hơn cho cái đôi giày là của các bạn. Về cái đôi này, về cái chi tiết của cái đôi này là các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ có một cái logo. Thì chúng ta sẽ thấy một cái ở cái phần lưỡi gà này thì chúng ta sẽ có được một cái logo của Peace Minus One. Các bạn sờ vào thì các bạn có thể sẽ thấy nó nổi, và cái phần da này của nó ấy, và cái điều đặc biệt của cái đôi giày này ấy, là mình muốn nói với cả mọi người rằng là nó đặc biệt ở cái chỗ nào các bạn biết không, là đây là các bạn nhìn thấy là đôi giày màu đen thôi, nhưng mà khi mà các bạn đi theo một cái thời gian có nghĩa là nó sẽ trường tốn theo thời gian, và khi mà các bạn đi ấy, càng đi thì nó lại càng đẹp, và khi mà các bạn đi nó sẽ bong được cái lớp sơn màu đen này ra, và bên trong sẽ là một cái hình graphic hoàn toàn mới. Ở đây thì mình mua là nó có bị bong một chút chút rồi. Không biết là cái này là nó như nào, nhưng mà mình thấy là cũng có khá nhiều bạn bị bong cái đôi giày này. Nếu như mình không nhầm ý, thì là cái hình bên trong này nó sẽ là tương tự với cả cái lót giày của cái đôi Paranoid này, là ở bên trong thì sẽ có một cái chữ gọi là, ở bên trong thì sẽ có một cái chữ là Peace Minus One của GD, và ở hai cái phần đế giày thì nó có những cái vết sơn chả giống ai. Thực sự là không có một cái đôi giày nào mà nó lại có những cái vết sơn, những cái detail, những cái chi tiết nó cực kỳ lạ như này. Nếu như mà một số người không biết ý, thì lại tưởng là các bạn bôi cái dầu lin vào đây để nó bị lè lẹt như này, hoặc là bôi cái nhọ nồi ngày xưa ấy, các bạn bôi vào đây để tạo cái điểm nhấn, nhưng thực sự đây là một cái sáng tạo, một cái thiết kế cực kỳ là mới lạ, có thể là làm một cái điểm nhấn trên cái đôi giày này của các bạn luôn. Về cái dây giày này ý, nó là một cái dây giày bản to hơn tất cả những cái dây giày bình thường luôn. Là đối với những cái dây giày Z ấy, nó chỉ bằng nửa cái dây giày này thôi, nhưng mà cái dây giày này nó lại dày gấp đôi so với những cái dây giày kia, cho nên là đây là một cái điểm nhấn cực kỳ hay. Bây giờ thì mình sẽ bỏ bớt mấy cái tag này ra để cho nó gọn, và mình sẽ xỏ lại cái dây giày đúng theo trend của cái đôi giày Paranoid này luôn. Mình sẽ để tạm thời sang bên phải, đây là cái tag của nó, và mình thấy là cái độ nặng của nó vừa phải, không quá là nặng như những cái đôi giày Nike mà họ đã từng làm. Bây giờ thì mình sẽ tháo cái giày ra và xỏ ngược lại đúng như là cái đôi giày mà Paranoid. Mà thực ra thì có một số bạn hình như là có vẻ như là không biết xỏ dây giày này như thế nào, nhưng mà mình sẽ chỉ cho các bạn xem là các bạn hãy phải tháo hết cái dây giày này ra này. Các bạn từ từ đó, bởi vì là cái dây giày này nó bản rộng, bản to, cho nên là cái việc tháo ra cũng như là lắp vào nó hơi bị khó một chút. Đây là một cái dây giày bằng bông mà, cho nên là khi mà tháo ra ấy thì nó sẽ lại để lại những cái gợn bông ở trên những cái lỗ xỏ dây giày như này. Quên không nói với cả các bạn rằng là đối với ở hai cái phần cố định của hai dây giày này thì sẽ có cái logo của Peace Minus One ở đây, một cái chữ P và E ở trên cái đầu đỏ của cái đôi dây giày này. Các bạn hãy nét từ trên xuống như này. Và các bạn lưu ý là xỏ dây giày này thì chúng ta nên tỉ mỉ và cẩn thận hơn một chút để có được một cái dây giày đẹp. Bây giờ thì mình sẽ xỏ lần lượt thành cái hình như này, từ trên xuống như này, để chúng ta xỏ từ trên xuống và vắt chéo sang nhau như này thôi. Nó cũng khác với cách xỏ dây này thì nó cũng khá là giống với cả những cái xỏ dây giày của những cái dây giày trước thôi. Chúng ta nhớ là nên vặn và căn chỉnh lại cho cái đôi giày này nó được hoàn chỉnh, được cái độ nó không bị quăn ở những cái lỗ dây giày. Và đây là cái kết quả mà sau một cái thời gian mà mình đã hì hục để có thể xỏ được cái dây giày của cái đôi Paranoid này. Và các bạn có thể thấy là ở cái đốt mắt cuối cùng ấy, là các bạn có thể thấy đây là cái mắt cuối cùng của cái đôi Paranoid này, thì chúng ta hãy xỏ dây giày từ dưới lên. Bình thường là các bạn hãy xỏ từ trên xuống vào như này, thì bây giờ các bạn sẽ đâm ngược lại lên như này là ok, là đã hoàn thành cái bước xỏ dây giày theo cái kiểu phong cách của anh GD rồi. Thực sự là cái dây giày này cho vào đây nó rất là khó, mặc dù là mình đã để nó thẳng lên rồi. Các bạn hãy xỏ dưới lên như này là ok, là đã hoàn thành cái bước xỏ dây giày theo cái kiểu đúng như cái người mà đã làm ra nó.
Thì như vậy là mình cũng đã xỏ xong cái dây giày của cái đôi Paranoid này rồi. Và bây giờ thì mình sẽ buộc nó hình nơ. Thì cái buộc nơ này thì nó khá đơn giản thôi, mình nghĩ là ai ai cũng đã đều biết buộc rồi. Xong, đối với những số bạn thì các bạn ấy dây vào cái phần này chặt quá ấy, thì là nó sẽ là cái phần nơ này nó sẽ to ra, bởi vì là cái dây nó sẽ dài ra mà. Cho nên là mình để vừa, cho nên là cái phần nơ nó chỉ được như này thôi. Bây giờ ở cái phần, quên không nói với cả các bạn rằng là ở cái phần đế dây, nó đúng như kiểu là các bạn đập cả một cái đế dây vào một cái vùng sơn ấy. Cho nên là cái đế dây của bạn ở những cái chỗ nào mà nó nhô ra thì đều sẽ bị dính màu đen. Và thực sự đây là một cái họa tiết, một cái chi tiết, một cái detail thực sự rất là mới lạ ở trên cái đôi Paranoid này. Không biết là các bạn như nào, nhưng mà mình thì thấy là cái cách mà để dây giày ngược như này nó đẹp hơn là cái cách mà để dây giày truyền thống. Bởi vì là cái dây giày này nó đã mang một cái vẻ đẹp lạ riêng rồi, cho nên là cái cách thắt dây giày của nó cũng sẽ lạ luôn. Và ngày hôm nay cũng chỉ là một cái video review như là unboxing nhanh về cái đôi giày Paranoid này mà mình đã mới mua để chuẩn bị cho cái dịp Tết sắp tới. Và các bạn đã cóp những cái món đồ nào chuẩn bị cho cái dịp Tết sắp tới rồi thì hãy comment bên mình dưới đây cho mình biết. Và nhớ là đừng quên follow Instagram của mình, bởi vì trên đó thì có thể mình sẽ outfit cái đôi giày Paranoid này và sẽ up lên cho các bạn xem, các bạn có thể tham khảo thêm về outfit. Và nếu thấy hay thì các bạn nhớ lại đừng quên nhấn like, share và subscribe channel cho mình để mình có thể có thêm động lực làm những video tiếp theo. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.